Sony FDR con này quay được đen đấy. Nhưng mà không mua được cái giống của anh. Đây, GoPro. Nhưng mà cái đấy của GoPro kia không có. Vâng, vâng ạ. Vâng ạ. Quẩy đuôi khá cái. Tốc độ cố gắng duy trì trong 70 à? Với tốc độ là giới hạn là 50 km/h. Ui, mẹ thế. Vâng ạ. Theo xuất phát. Sáng em vừa tắt SC đi làm quả quẩy đuôi cá và xếp nhịp vào. Không thấy gì đâu nhá. Thôi đùa em. Sáng trắng miệng cái. Khổ. Cáu thế. Ở đây chán thôi em. Ở bên Úc còn thi thoảng vang sang trường đua. Đi mượn xe mấy ông bạn. Mấy con xe độ. Đóng thích. Trường bên nó cái đường nó quay chạy thích. Vâng. Ra đi anh. Ra đi. Ra đi. Ra, ra từ phanh chết đi. Quả này phanh chết. Ở đây em thường đạp đến 90 thì phanh sướng. Hôm trước anh đạp trước anh đạp 2 lít mấy anh công an nó bảo gì? Nó bảo đi từ từ thôi. Bảo đùa các bác, xe đẹp các bác tét căng thế. Cứ được đi vòng nữa không? Không anh ạ. Không đúng không? Rất tiếc. Người chỉ đi vòng thôi. Thì đợi lên chạy con súp này. Không, anh không cần chạy súp. Đây anh lừa lừa, cho em vào đi lên chạy. Về cũ luôn à? Vâng, em vào chạy. Rồi, chưa quen dùng khóa này. Thì anh em mình có làm cà phê ở pháo. Ừ, hết chí. Okay. Em có ấy của anh rồi. Em có Facebook của anh rồi mà. Rồi, cảm ơn em. Okay.